chúng ta không thể xóa hoàn toàn được, bởi vì nó không công bằng. Bạn đã gieo là chắc chắn phải gặt. Mà chúng ta làm rồi mà mình không biết mà lại còn dương dương tự đắc, thì cái hậu quả xấu đó nó liên tục nó tăng, và nó quay lại cái hậu quả với chúng ta. Hơi nguy hiểm. Bạn hãy tưởng tượng là đầu tiên nó là như quả pháo nổ cái pẹt, nó không ảnh hưởng gì mấy. Sau đó nó thành quả lựu đạn nổ pum thì có thể nó phá hủy một cái phòng này. Nhưng nếu nó thành quả bom nổ cái pum thì cái hậu quả nó rất là nặng như vậy. Vậy thì với sự hiểu biết của chúng ta mà cái hạt giống xấu á, mà mình không có cách nào mình ngăn chặn thì đời mình tàn. Bởi vì trong con người của chúng ta nó luôn luôn ngự trị, cả tốt lẫn xấu luôn song hành. Thì trong cuộc sống của chúng ta, ví dụ em là một người trưởng thành, sẽ có rất là nhiều những dấu ấn trong quá khứ, trong đấy nhiều, rất là nhiều là những dấu ấn tiêu cực. Vậy thì mình hóa giải hay là có cách nào mình xóa được những dấu ấn đấy đi không? Tức là cách, cái bước mà mình làm thì nó là như thế nào? Wow, hình như bạn đang lột tả luôn cả năng lượng kim cương rồi đó. Câu trả lời là có và không. Chúng ta không thể xóa hoàn toàn được, bởi vì nó không công bằng. Bạn đã gieo là chắc chắn phải gặt. Tuy nhiên, trong năng lượng kim cương nó có một thứ tuyệt vời. Tất cả những hạt giống mà chúng ta gieo trồng, nó nảy nở theo tốc độ 24 tiếng đồng hồ, nó nhân đôi. Cả hạt tốt lẫn hạt xấu. Nếu bạn đã làm và bạn gieo trồng nó, bạn tưới tẩm cho nó, thì dấu ấn nó sẽ tăng gấp đôi. Hạt giống xấu mà chúng ta làm rồi mà mình không biết mà lại còn dương dương tự đắc, thì cái hậu quả xấu đó nó liên tục nó tăng, và nó quay lại cái hậu quả với chúng ta. Hơi nguy hiểm. Bạn hãy tưởng tượng là đầu tiên nó là như quả pháo nổ cái pẹt, nó không ảnh hưởng gì mấy. Sau đó nó thành quả lựu đạn nổ pum thì có thể nó phá hủy một cái phòng này. Nhưng nếu nó thành quả bom nổ cái pum thì cái hậu quả nó rất là nặng như vậy. Vậy thì với sự hiểu biết của chúng ta mà cái hạt giống xấu á, mà mình không có cách nào mình ngăn chặn thì đời mình tàn. Bởi vì trong con người của chúng ta nó luôn luôn ngự trị, cả tốt lẫn xấu luôn song hành. Ngay kể cả cá nhân của tôi hiện giờ nó vẫn thế. Cũng nhiều lúc mình vẫn làm sai, có nhiều lúc mình vẫn phạm. Chứ mình đừng có thần thánh lắm. Bình thường. Cái hay là như này: những việc nào tốt thì tôi tăng nó lên, còn việc nào xấu tôi giảm nó đi. Vậy thì bí mật để làm cho tất cả những cái thứ mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ mà nó giảm, nó thông qua những bước rất đơn giản như sau. Bạn có thể ứng dụng ngay. Cái này là như là một món quà tặng, đúng không ạ? Việc thứ nhất, khâu quan trọng nhất là nhận ra nó. Bởi vì ít người nhận ra. Bạn cứ nói là sao họ làm cái đó mà sao họ cứ làm hoài, bởi vì họ có nhận ra đó là xấu đâu. Vậy thì bước đầu tiên là nhận ra nó. Việc thứ hai nó mạnh hơn việc đầu tiên, là biết được cái hậu quả của nó. Nếu mà Hải Trường biết là chính cái việc đi trễ mà nó tác động đến dòng tiền, tác động đến tài chính, tác động đến sự phá sản của bạn, thì bạn có dám đi trễ nữa không? Bởi vì mình không có trí tuệ, mình đi trễ của 5 phút mà ông nói hoài, ông này khó chịu. Nhưng vì cái sự đi trễ đó, nó làm cho mình sụt giảm dòng tiền. Đấy là tương quan nhân quả. Đây là kiến thức, đây là trí tuệ, chứ không phải là mình dọa nhau. Tôi không hề. Rồi mai mốt bạn sẽ được chiêm nghiệm. Nếu bạn liên tục đi trễ này, bạn quay lại bạn coi cái dòng tiền bạn đang ổn không? Có nhiều người nói, sao thầy biết? Sao anh biết? Cái hậu quả đó mình học là mình nhìn mình thấy ngay. Nhưng những người họ chưa học, họ cũng không biết. Vậy thì họ nhận ra rồi thì cho họ biết, nếu họ liên tiếp làm như vậy thì hậu quả sẽ là như này. Còn nếu bạn muốn tiếp tục làm nữa, bạn cứ làm. Tôn trọng thế giới con của người khác. Vậy thì đầu tiên cho người ta nhận ra, cái thứ hai cho họ biết tương quan nhân quả. Thì chúng ta cần có trí tuệ thì mới giúp được kiểu này. Điều thứ ba này, siêu quan trọng. Nếu tôi nhận ra rồi mà tôi không muốn nó xảy ra nữa thì tôi phải stop. Bước thứ ba là stop. Dừng lại. Đi lạc rồi mà cứ đi nữa thì đi đâu? Đã sai rồi thì stop lại, dừng lại đã. Dừng lại, chưa chỉnh gì thì cũng phải stop lại. Stop đi trễ lại. Stop chửi bới người khác lại. Stop đấu tranh lại. Stop hại người khác. Tức là khi mình nhận ra cái hạt đó,
khi mình nhận ra cái hành động đó, dừng nó lại đó. Bước dừng này, khi chúng ta dừng lại thì cái hạt đó nó không có nở nữa. Cái hậu quả đó nó không có nhân nữa. Nếu mình không dừng mà mình làm tiếp, mình lặp đi lặp lại thì nó cứ phình. Giống như kiểu mình thổi vào cái quả bóng, mình dừng lại thì nó giữ vậy, chứ mới bắn cứ thổi nữa thì nó cứ to. Đến lúc là nó bể nhỉ? Cái quả bóng bay của mình cứ thở đến lúc nào nó bể ra. Mà nếu chúng ta làm điều tốt là mình thở hơi độc vào quả bóng. Bạn nói điều xấu nhé, quả bóng bạn thở hơi. Bạn hại người khác là bạn thở cái khí giết chóc vào quả bóng. Và nó phình. Bạn cứ thả nó phình. Đến ngày đó nó nổ bùm là chính mình nhận. Còn nếu bạn làm việc tốt là bạn cũng thổi quả bóng nhưng mà hơi thơ, hương thơm. Những điều tốt đẹp vào quả bóng. Quả bóng nổ cứ bùm thì mình hưởng. Hình ảnh quả bóng có thể bạn sẽ hiểu. Thì đến bước số 4 là tôi làm ngược lại những gì tôi đã làm xấu. Cái đó được gọi là sự bù đắp. Khi tôi làm ngược thì quả bóng nó xẹp dần. Bạn vẫn phải gánh chịu hậu quả nhưng hậu quả nó nhỏ. Tức là cái gọi là tạm gọi trong ngoặc kép là cái nghiệp đấy mà mình đã tạo ra, cái nhân đấy mình đã tạo ra, mình sẽ vẫn phải nhận bằng cách này hay cách khác, nhưng mà nó có thể sẽ không đến theo cái kiểu bùm một phát, mà nó có thể là đến với những cái hình thái khác nhau mà nhẹ nhàng hơn. Rất là thú vị khi mà nghe anh Bình chia sẻ và có những cái hình ảnh nó làm cho người ta rất là dễ để mà hình dung. Trong cái quá trình, bởi vì là em cũng được biết là cộng đồng năng đoạn kim cương ở Việt Nam cũng rất lớn, ở trên thế giới nữa, thì trong quá trình mà thực hiện và thực hành thì có một cái lỗi lầm nào đấy mà người ta thường hay mắc phải hay không? Một trong những cái lỗi lầm hay là cá nhân của tôi lúc đầu cũng bị là mình thiếu kiên nhẫn. Và vì thiếu kiên nhẫn cho nên chúng ta giảm lòng tin. Tôi vẫn trồng, nhưng mà trồng hoài thấy nó cũng chậm, thì bỏ, lại quay lại về cách cũ. Đấy là cái lỗi lầm đầu tiên. Lỗi lầm thứ hai là ôi dồi ôi, tôi nghe năng đoạn kim cương hay quá, nhiều người thực hành có kết quả, cái tôi đi học, học về xong ngồi chờ, tức là không có hành. Những người họ học xong đấy, họ về họ phải thực hành nữa cơ thì nó mới ra được. Trái còn không những khóa học này mà các khóa học khác cũng vậy thôi. Mình đi học xong về mình không có thực hành, mình không có làm gì thì nó không có ra được kết quả. Cho nhiều người nói về tôi đi học rồi mà cũng chả có kết quả gì thì hỏi có làm không. Chưa, quan sát. Vậy thì cái lỗi thứ hai đó là chờ hoặc là lười. Nói lừa đi cho nó dễ. Yếu tố thứ ba, đây là cá nhân của tôi luôn. Mình đặt quá nhiều kỳ vọng, mình hơi kỳ vọng nhiều quá, mà đều không hiểu rằng là nó đều phải có lộ trình hết, nó đều phải có thời gian. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, chúng ta cần phải trải nghiệm. Không có áp lực, không có kim cương, trên trong môi trường gặp khó khăn thì lúc đó mới là lúc chúng ta hình thành, chúng ta cắt gọt những cái nhân cách, những cái điểm chưa tròn của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta sẽ phát triển. Hay quá, rất là thú vị. Một cái lời nhắn nhủ cuối cùng của anh Bình đối với những người chưa bao giờ biết tới hoặc là đã thực hành năng đoạn kim cương thì sẽ là gì ạ? Đây là một lời khuyên rất là nhẹ nhàng với mọi người. Ngày xưa chúng ta để cho cái video camera của mình nó quay một cách tự phát. Chính chúng ta là đạo diễn của bộ phim đó. Mình là đạo diễn cuộc đời của mình. Vậy thì tại sao mình không chủ đích cho cái camera nó ghi những thứ gì mình muốn xem? Tại sao mình không để cho cái camera nó tạo ra tuyệt phẩm cho mình? Vậy thì nếu tôi hiểu được điều đó, tôi thiết kế những cảnh quay, tôi thiết kế những hành động để buộc camera nó phải quay cái đó, và tôi sẽ được xem một thước phim hoàn hảo. Đấy là một hình ảnh ẩn dụ rất tuyệt vời mà cá nhân của tôi rất là thâm thiết. Hãy chủ động cho cái camera của mình nó ghi nhận những hành động, lời nói, suy nghĩ tốt đẹp của mình, và nó sẽ được chiếu ra ngoài cuộc đời này. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm chủ được cái bộ phim của mình, làm chủ được cuộc đời của mình để thành công cả bên trong lẫn bên ngoài. Cảm ơn anh Bình, đúng là những cái chia sẻ của anh về mặt cá nhân thì nó rất là liên đới và nó làm cho em cảm thấy đồng điệu. Em cảm ơn anh một lần nữa rất là nhiều, và tin chắc rằng là các bạn khán giả khi mà xem chương trình này cũng sẽ nhận ra được những cái điều mà em đã nhận ra nãy giờ.
Cảm ơn Hải Trường và cảm ơn khán giả của Việt Success. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những chia sẻ rất quý báu từ anh Nguyễn Công Bình, và rõ ràng là có rất nhiều những cái chi kiến, những cái nhìn nhận sâu sắc của chúng ta trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Điều mà Trường ấn tượng nhất đó chính là hình ảnh camera của bản thân mà không bao giờ hết pin, và nó luôn soi chiếu những cái gì mình làm. Và để mà có được một cái thước phim hoàn hảo mà mình mong muốn thì mình phải là một cái người đạo diễn cho chính cái bộ phim đấy. Còn các cái hình ảnh mà thú vị khác hay là có ý nghĩa khác với các quý vị khán giả thì sao? Các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua việc comment trên YouTube hoặc là chia sẻ những cái nội dung của chúng tôi làm trên các nền tảng podcast khác. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thank you. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!